Bốn ma toàn cầu hóa. Phần 1: Âm mưu bá chủ thế giới. Kể từ khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp rút khỏi các tổ chức quốc tế, hiệp định và hiệp ước như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Tổ chức UNESCO, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, v.v. Ông khiến thế giới bất ngờ khi ra những quyết định chống lại xu hướng toàn cầu hóa, mặc dù nó đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi không mấy ai hoài nghi gì về bản chất của nó. Nhưng có lẽ Tổng thống Trump đã sớm nhận ra toàn cầu hóa không phải là một sân chơi tự do, mà chính là phương tiện để Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện âm mưu bá chủ thế giới. 1. Trung Quốc thao túng thế giới thông qua toàn cầu hóa như thế nào? Toàn cầu hóa bắt đầu từ phương Tây, là con đường mà chủ nghĩa tư bản mở rộng trên toàn cầu. Toàn cầu hóa về hình thức khiến cho kinh tế thâm nhập lẫn nhau, làm các quốc gia liên kết, hợp tác và phụ thuộc vào nhau trong một chuỗi cung ứng sản xuất tiêu thụ. Điều bất hạnh là Đảng Cộng sản Trung Quốc với bản tính ma mãnh đã nhận ra toàn cầu hóa chính là cơ hội vàng để thao túng thế giới, làm các nước mất đi chủ quyền quốc gia, phá hoại cơ sở kinh tế dân tộc nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là làm bá chủ toàn cầu. Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, cả thế giới chao đảo vì thiếu nguồn cung y tế và dược phẩm, cho nên các quốc gia đành phải tiếp tục nhập khẩu từ Trung Quốc và nhận được bài học cay đắng. Khi trong cơn khủng hoảng, Trung Quốc lại dùng chính thảm họa đại dịch để trục lợi cho họ bằng việc đầu cơ hàng tỷ khẩu trang dởm và các thiết bị y tế như máy thở, bộ xét nghiệm rồi bán lại cho cả thế giới với giá cắt cổ. Ngày nay, cả thế giới đang chìm ngập trong sản phẩm hàng hóa Made in China. Nó đã trở thành thương hiệu của toàn cầu khi một mình Trung Quốc thao túng mọi nguồn lực. Thông qua toàn cầu hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc thâm nhập vào các ngành nghề, các tầng diện trong xã hội ở mọi phương diện về chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và xã hội văn hóa. Làm cách nào mà con virus Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thao túng cả thế giới trong hàng mấy thập kỷ qua? Phải chăng mỗi chúng ta đều đang là một mắt xích trong kế hoạch thống trị và hủy diệt của nó? 2. Toàn cầu hóa để đánh cắp trí tuệ thế giới. Sáng kiến trong khoa học kỹ thuật là thành quả của tư tưởng tự do sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng với tố chất lưu manh vốn không đếm xỉa gì đến đạo đức, Trung Quốc lại lựa chọn cách đơn giản hơn, đó là đánh cắp. Những phát minh mà phương Tây phải bỏ lượng kinh phí khổng lồ và mất hàng chục năm để nghiên cứu lại bị Trung Quốc đánh cắp, tiếp thu, thậm chí cải tiến, sau đó ứng dụng vào sản xuất trên quy mô lớn, rồi lại bán phá giá trên quy mô toàn cầu, khiến các doanh nghiệp và nền kinh tế tư nhân ở phương Tây bị đánh đổ. Christopher Rice, Cục trưởng FDA nói, mục tiêu của Trung Quốc là thay thế nước Mỹ trở thành nước lớn siêu cấp đi đầu thế giới. Họ đang dùng mọi thủ đoạn phi pháp để thực hiện mục tiêu này. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng mạng lưới rộng khắp từ gián điệp viên chức, hacker, du học sinh, phóng viên, người gốc Hoa làm việc trong các công ty phương Tây, cùng hàng triệu người Trung Quốc được cấp visa hàng năm, cho đến những người phương Tây bị dụ dỗ, lợi dụng để đánh cắp bí mật công nghệ của phương Tây. Kathleen Puckett, một nhân viên tình báo Mỹ từng nói, Trung Quốc dùng tất cả nỗ lực vào hoạt động gián điệp và nó đã đạt được mọi thứ một cách miễn phí. Hàng ngày, một mạng lưới hàng ngàn gián điệp chuyên nghiệp và không chuyên của Trung Quốc vẫn đang thu thập các tin tức tình báo ở các văn phòng, nhà máy, trường học từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi phút, hàng trăm tin tặc Trung Quốc dùng cả ngàn chương trình để tấn công vào tường lửa của các hệ thống thông tin về công nghiệp, tài chính, học thuật, chính trị, quân sự ở rất nhiều quốc gia, nhằm tìm kiếm các dữ liệu quý giá và âm thầm lấy các thông tin nhạy cảm để phá hủy quốc gia đó trong tương lai.
tầm ảnh hưởng của những cuộc tấn công tinh học được tổ chức hoàn hảo với quy mô lớn, trên thực tế có thể đã đạt tới mức độ của vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là cảnh báo của tướng Tram Kaskry, nguyên là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ. 3. Biến truyền thông toàn thế giới trở thành tân hoa xã. Tuyên truyền đối ngoại toàn cầu là một chiến lược chủ yếu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để tranh đoạt thế giới. Nó đã đạt được ngày càng nhiều quyền phát ngôn và đã bắt đầu dẫn dắt môi trường phát ngôn quốc tế. Điển hình như việc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã thuê công ty của người Hoa bản địa làm đại lý, còn Trung Quốc đứng đằng sau thao túng bằng cổ phần, lợi dụng những đài phát thanh bản địa của Mỹ để tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến người ta có cảm giác chính người Mỹ đang phát ngôn ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ đó gây hiểu lầm rất lớn cho người nghe. Không chỉ truyền thông, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn mua chuộc ngành giải trí các nước. Một trong những mục tiêu chủ yếu mà Trung Quốc muốn đạt được khi xâm nhập vào làng giải trí, đó là khiến cho thế giới phải nói những câu chuyện tốt đẹp về Trung Quốc bằng cách mua các nhà hát lớn, đầu tư vào phần lớn các bộ phim điện ảnh ăn khách của Hollywood, thông qua đó để truyền bá văn hóa thấp kém biến dị ra toàn thế giới một cách tinh vi dưới vỏ bọc phương Tây tự do. 4. Đầu độc người tiêu dùng, thâu tóm mọi nguồn tài nguyên, hủy diệt môi trường. Ngày nay, thế giới đang ngập tràn hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Lợi thế giá rẻ này được tạo ra bằng vô số hóa chất độc hại mà Trung Quốc thêm vào thành phần trong các sản phẩm để tối ưu lợi nhuận, tạo ra lợi thế cạnh tranh, khiến các nước khác phải đầu hàng bỏ tay. Khi nói về các sản phẩm độc hại của Trung Quốc, có lẽ người ta phải thống kê vài cuốn sách. Nhưng hiểu một cách đơn giản là mọi sản phẩm từ Trung Quốc đều hứa hẹn một ổ hóa chất tặng kèm cho người tiêu dùng, như chì trong các sản phẩm đồ chơi trẻ em, kẻ giết người hàng loạt melanin trong thực phẩm, chất độc heparin, thạch tín, thậm chí đầu độc cả trong thuốc chữa bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã phá hủy toàn bộ thiên nhiên của đất nước mình bằng khối hóa chất khổng lồ mà nó dùng để đầu độc người tiêu dùng trên khắp thế giới. Đặc biệt, để nuôi cỗ máy sản xuất của mình, Trung Quốc phải tiêu dùng một nửa xi măng, gần một nửa lượng thép, 1/3 đồng và 1/3 nhôm của thế giới. Trung Quốc thực hiện chiến lược thâu tóm tài nguyên để giữ cho các nhà máy của họ hoạt động hết công suất bằng cách thiết lập mối quan hệ thuộc địa xuyên qua các châu lục như châu Phi, châu Á và cả sân sau của nước Mỹ là châu Mỹ Latin. Hậu quả nguy hiểm nhất từ sự nổi lên của Trung Quốc như là công xưởng không thể tranh chấp này chính là sự tận diệt nguồn năng lượng và nguyên liệu trên toàn trái đất. Trong vài ba thập kỷ, Trung Quốc đã nổi lên như là một phân xưởng sản xuất của thế giới, đồng thời cũng trở thành quốc gia ô nhiễm nhất hành tinh. Người Trung Quốc đang chết dần bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ mô hình tăng trưởng kinh tế tới ô nhiễm tràn lan, chính trị độc tài. Các nước thuộc địa là công xưởng của Trung Quốc tất nhiên cũng sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng từ các chất thải độc hại do các nhà máy thải ra và hủy hoại họ bằng các thứ bệnh do ô nhiễm. Cuối cùng, khi cần đến thuốc và vật tư y tế, họ sẽ lại phải phụ thuộc vào chính Trung Quốc. Nói đến đây, chắc hẳn các bạn cũng đã hình dung được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang thống trị toàn thế giới dưới vỏ bọc mỹ miều của toàn cầu hóa. Thế nhưng, vẫn còn một bộ mặt khủng khiếp hơn nữa đang ẩn giấu ở phía sau, và nó sẽ được vạch trần vào tập tiếp theo của loạt phim Bóng ma toàn cầu hóa.